Như công ty xây dựng thì anh đi theo, anh coi kho rồi. Vậy là anh đi theo công trình hả? À, anh đi theo công trình. Cái công ty của anh làm là những cái dự án nó ở, đa số là ở Sài Gòn nhiều. Rồi cái thời gian rảnh của anh thì sao ạ? Thời gian của anh thì anh ở trong công trường ban đêm thôi, ban ngày thì anh có thời gian rảnh. Cái chỗ anh nó đang thiếu người á, cho nên bây giờ anh là phải ở đêm suốt luôn. Còn nếu mà sau này có người nữa thì sẽ luân phiên đổi ca với nhau, từng đêm một từng ngày. Dạ. À, công việc của em làm ở đâu? Ở khu công nghiệp Nhị Xuân, Hóc Môn á anh. Ví dụ như hai người đến với nhau vậy là em thấy em làm rể được không? Cái gia đình của em là chỉ có một mình em thôi. Bây giờ tất cả những cái người anh mà có vợ cũng đã ra riêng rồi, cũng lo cho cuộc sống tư riêng rồi. Với người em thì nó cũng có vợ rồi, nó cũng đã ra riêng rồi. Thì bây giờ còn anh. Anh có kế hoạch gì cho tương lai của anh không? Cũng có chút xíu kế hoạch. Thì bây giờ cứ trước mắt là anh làm cái công việc này để mình kiếm thêm một cái tích góp được cái một tích lũy một số vốn. Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và bạn trai bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Thu Hiền, năm nay em 31 tuổi, hiện em đang làm kế toán. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, dạ em chào chị Hồng Vân, dạ chào bạn gái bên kia, dạ chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Lốt, năm nay 37 tuổi, em quê của em là ở Bến Tre, hiện em đang làm cho công ty xây dựng. Công việc chính của em là mình coi thủ kho anh. Thủ kho là con thu quỷ đó em. Rồi thủ kho kim bảo vệ luôn anh ơi. Trời ơi, kim bảo vệ kho luôn. Nữa đó. Không ai vô được hết trơn á. Dạ. Nha. Út út hết luôn hay là còn út nữa? Dạ còn út nữa. Trời ơi. Em là út nhất, còn út nhì là út hết. Thường dưới quê hay có nhiều út lắm. Út dạ. Nhất, út thêm, út nữa, rồi út bét, rồi út chó. Là em út nhì, còn út ở nhà là út mót anh. Út mót nữa. Mót, dạ. Trời ơi, thấy mót có tên út lòi nữa. Tức dạ. Là mót ấy hồi tự nhiên đâu lòi ra ông nó đặt út lòi luôn. Lòi. Hiền, em nói một chút về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, nhanh nhẹn, hòa đồng, hoạt bát. À, điểm yếu của em là nói chung là cũng hơi rụt rè, đúng đâm một chút. Em có cái tật xấu gì không? Dạ. Có ghen tuông hay là có cọc cằn hay là này cái đó là cái tật đó? Hồi giờ em chưa có người yêu nên em cũng không biết là mình có ghen hay không, mà chắc em nghĩ ghen là em cũng ghen ngầm thôi vậy. Bạn ơi, bạn trai ơi, dạ, bạn có nghe cái câu là hồi nào giờ chưa có người yêu không? Em có nghe rất rõ. Út sao nè? Giới thiệu thế mạnh, điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, em giới thiệu em cái nhược điểm của em mà nói chung em cũng có tí xíu là nóng tính thôi chứ cũng không đánh đổi. Em sống rất là tình cảm và rất là hòa đồng, với lại em cũng rất là nhiệt tình trong công việc. Chút xíu về nấu ăn của gia đình anh, sở thích là ca hát chút xíu. Với lại em cũng có biết tí xíu về làm thơ nữa anh. Làm thơ nữa hả? Dạ. Câu làm thơ thử một câu nghe coi. Dạ. Dạ em xin đọc mấy câu thơ. Dạ, tuổi đời 38-42, độc thân vui tính thẳng ngay một lòng, thuận tình thuyền sẽ sang sông, bến bờ hạnh phúc hằng mong ta về. Em ơi duyên nợ cận kề, mình cùng bấm nút mình về bên nhau ạ. Trời ơi, cưng ghê hết ạ. Lý do gì mà em nói là em chưa có yêu bao giờ? Dạ, hồi xưa em đi học thì em tính em nó hiền á, nên em đi học em về nhà em cũng ít bạn bè. Xong bây giờ ra trường em cũng đi làm rồi về nhà em cũng ít bạn bè lắm chị. Sở thích của em là thích chủ nhật ở nhà mình chăm sóc nhà cửa gì đó. Nhưng mà em quên tuổi tác luôn rồi á. Em có khó tính không? Dạ cũng hơi khó tính một chút á chị. Dạ, có kỹ tính không? Dạ kỹ thì không kỹ, em cũng thoải mái lắm. Dạ anh Quyền Linh ơi, cho em hỏi là anh bên đó ảnh có hút thuốc không ạ? Anh không có hút thuốc em ơi. Em thích người cao mà ảnh cao bao nhiêu vậy anh? Anh cao 1m66 em ơi. Dạ. 66 là cao á, cao cỡ chị nè. Tại vì em hơi thấp nên muốn người cao cao tí để mình sau này cải thiện. Đừng có nghĩ là mình lấy người cao mình mới đẻ ra con cao. Dạ. Cái quan trọng là mình chăm sóc dinh dưỡng thế nào thôi. Ở bển là bao nhiêu tình trường rồi? Tình trường của em là có 2 mối tình, thì cái mối tình xa nhất là năm 2010 anh. Trong cái lúc quen với em á, là cái người đó cũng đang chia tay với cái người yêu cũ cho nên là quen em. Nhưng mà quen trong cái quá trình, cái thời gian cái người bạn gái đó là nói là chia tay với em là quay về với người yêu cũ. À, phụ nữ thấy cảm giác là mình an tâm rồi. Người này đúng là người của mình tìm, người ta không bao giờ chia tay với mình đâu. Em cứ về suy nghĩ coi mình có thiếu sót gì không? Anh nghĩ rằng có đó. Chứ mình đừng nghĩ là mình hoàn hảo quá, tại sao người ta lại bỏ mình. Hả? Như có yêu một cái người nào trong phim, trong ảnh hay là một cái mẫu hình nào trong showbiz không? Dạ có, mẫu người của em là anh Quyền Linh á. Chưa yêu người nào mẫu hình như anh vậy đó hả? Tôi nghi rồi đó Linh. Trời ơi,
tôi coi cái bạn này có sắc. Dạ em chào chị Hồng Vân. Hiền lắm, tình cảm lắm nha. Em ơi, về tính tình thôi đúng không hay là về ngoại hình luôn? Ngoại hình em thích da trắng, to trắng không chị? Em nói cái gì nữa? To cao. To cao. Ồ. Không hói. Yên tâm thôi, quá trời luôn á. Tính tình thì điềm đạm chút, quyết đoán. Em yên tâm đi em ơi, anh rất là điềm đạm. Cái điều mà em mong muốn á ở bên đây như hơn cái điều mà em muốn hay sao? Hiểu gì chị? Cái đó chị nói nghiêm túc. Nói nghe nè, hỏi thiệt nè. Dạ. Bạn nắm tay đã hôn ai bao giờ chưa? Nắm tay thì có rồi nhưng mà hôn thì chưa có. Nghe cũng nôn quá, cô gái rất là năng động. Dạ. Có duyên, dễ thương nhưng mà. Dạ em chào anh. Chào đó, gái. Bên nhà gái. Trời ơi vậy mà sao mà ế kỳ vậy đó? Không phải ế. Chắc có lẽ là hơi khó tính thôi. Khó quá và nhút nhát quá. Dễ thương mà nhìn gương mặt rồi rất là tươi. Rồi cả một cái thời thanh xuân ta đi học là ta lo ta yêu thầm ông rồi. Khổ ghê vậy đó. Rồi sao em không thích hói là sao ta? Anh thấy hói bình thường mà. Ta hỏi những cái câu đó sao không trả lời với tôi cũng đâu thích hói đâu Linh. Rất nhiều người đàn ông lúc đầu không có hói nhưng sau khi lấy vợ là hói. Thành ra không thích cũng phải thích thôi. Cái đó là không phải là hói bẩm sinh. Cái đó là hói nhân tạo. Hói bẩm sinh thì thôi, cái chuyện đó mình không hói hay không là do tính tình của người phụ nữ. Em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với lại hai em gái em rể của em ạ. Chào cô ạ. Rồi chào cô. Đó mẹ cho ý kiến đi mẹ. Y chang như mẹ luôn. Ông Mai Quyền Linh đẹp trai. Mới Hồng Vân xinh đẹp. Dạ. Mình là mẹ của Hiền. Ba mất sớm rồi nó cũng ở để làm nuôi phụ mẹ để nuôi hai đứa em á. Cho nên nó không nghĩ gì hết. Tới giờ mẹ cứ suối qua cái con lên chương trình tìm chứ nó làm ở trong trong công ty thì nó không có đường ăn. Vậy mà khiêm tốn không chịu nói ra cái điều đó, cái nguyên nhân không phải là ế, cũng không đúng phải rồi. Là nhút nhát cũng đó không là, phải là gì mà là hy sinh để phụ mẹ nuôi em. Vậy là có hai em gái hả? Em gái mẹ. Của chồng hết rồi. Em gái chia sẻ chút xíu về chị đi. Dạ, hiện tại ba mất sớm á nên chị đi học xong rồi chị ra trường chị lo cho hai em. Bây giờ hai em đi có gia đình rồi, cũng mong muốn chị có được một gia đình hạnh phúc, tìm được một người đàn ông biết quan tâm cho chị, chăm lo cho chị, cho chị được hạnh phúc. Tụi em chỉ mong muốn vậy thôi. Còn em gái dạ, kia? Em thấy cái người đàn ông bên đây sao? Dạ, thì em thấy được nhưng mà anh có nhậu không anh? Anh không biết nhậu em ơi. Dạ, tại nhà em phụ nữ không à. Anh uống nửa ly rượu vô là anh xỉn liền, anh không có nhậu dạ. được. Tụi em mong muốn là nếu mà chị em tìm được người thì tìm được người mang được hạnh phúc như chị em. Rồi, bây giờ em trai, em đi với ai? Dạ, em đi với em gái họ với người bạn Rồi, em dạ, gái. Em gái. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân à. Thì bên đây chị đây thì chị rất là dễ thương. Nói chung là có một cái nụ cười rất là duyên. Em cũng mong là hai anh chị cũng tạo cho một cái mình một cái mối một cái cơ hội để mà hai bên thoát ế ạ. Cảm ơn em. Linh thấy thế này nè Vân, hai đứa này mà lấy nhau thì số một luôn. Một người thì kế toán giữ tiền, một người thì bảo vệ không ai vô được, giữ kho luôn nữa. Kho luôn. Mở rào. Nào, hãy cùng trò chuyện với nhau. Không gian này, thời gian này là của các bạn đó. Chào em. Anh có cái món quà đầu tiên anh muốn gửi cho em. Đây là một cái sản vật của quê anh, xứ dừa quê anh, nhưng mà chính trái dừa này là do anh trồng. Dạ, rồi cảm ơn anh. Dạ, dưới đây là một cái nón lá để anh gửi tặng cho em. Sau này em có về quê hay ra nắng gì em cứ đội nón lá này lên để cho nó che nắng. Cho em hỏi là hồi nãy anh có giới thiệu là anh ở Bến Tre. Dạ, nhưng mà anh làm việc ở đâu anh? Hiện tại bây giờ anh đang làm ở Bến Lức Long An em. Là anh làm bên thủ kho hả? Anh làm giống như công ty xây dựng á, rồi anh đi theo anh coi kho rồi. Vậy là anh đi theo công trình hả? Anh đi theo công trình. Cái công ty của anh làm là những cái dự án nó ở đa số là ở Sài Gòn nhiều. Rồi cái thời gian rảnh của anh thì sao ạ? Thời gian của anh thì anh ở trong công trường ban đêm thôi, ban ngày thì anh có thời gian rảnh. Cái chỗ anh nó đang thiếu người á, cho nên bây giờ anh là phải ở đêm suốt luôn. Còn nếu mà sau này có người nữa thì sẽ luân phiên đổi ca với nhau từng đêm một từng ngày. Dạ. Công việc của em làm ở đâu? Ở khu công nghiệp Nhị Xuân, Hóc Môn á anh. Ví dụ như hai người đến với nhau vậy là em thấy em làm rể được không? Cái gia đình của em là chỉ có một mình em thôi. Bây giờ tất cả những cái người anh mà có vợ cũng đã ra riêng rồi, cũng lo cho cuộc sống tư riêng rồi. Với người em thì nó cũng có vợ rồi, nó cũng đã ra riêng rồi, thì bây giờ còn anh. Anh có kế hoạch gì cho tương lai của anh không? Cũng có chút xíu kế hoạch, thì bây giờ cứ trước mắt là anh
làm cái công việc này để mình kiếm thêm một cái tích góp được cái một tích lũy một số vốn nào đó. Có khả năng thì mình ở trên này, còn cái quê của mình thì ruộng đất của mình thì vẫn giữ nguyên ở dưới, thì mình cứ đi đi về về như vậy. Anh cũng suy nghĩ như vậy. Mà bây giờ em có nhà chưa? Em không có nhà chị, em thì ở quê, nhưng mà em lên đây thì em làm, thì em ở nhà của công ty thuê cho em ở. Ở nhà công ty luôn? Dạ. Nếu vậy thì nếu mà em lấy vợ rồi thì tự em sẽ tính như thế nào? Em lấy vợ thì cái công việc của em vẫn tiếp tục làm ở đây. Sau này mà ba mẹ em thí dụ như cũng không được khỏe thì tụi em chạy lên chạy xuống á chị. Em làm ở đây mà trong khi chưa có nhà, tại sao không về nhà vợ ở? Có tiện cả đôi đường không? Không, nếu như vợ đồng ý thì nếu mà về nhà vợ ở thì cũng càng tốt chị. Hay đó. Còn cái tình hình mà ba mẹ sau này giống như cái sức khỏe nó cũng không được tốt á, thì mình sẽ về tới lui để mình thăm chăm nom với cha mẹ. Đương nhiên để rồi. Mình trả em hiếu có ở đâu em cũng vẫn phải chăm cha mẹ em. Em gái thấy sao nè? Nếu anh đi theo công trình thì em cũng hơi ngại. Không sao đâu em, tại vì anh nói lúc nãy anh cũng có nói rõ anh rồi. Anh có lăng nhăng không? Không, thì bây giờ anh nói thì em cũng tin anh thì cũng khó tin. Nhưng mà cái thời gian mà khi mà em tiếp cận với anh á, thì cái điều đó thì em sẽ hiểu được anh. Chứ bây giờ anh nói thì em cũng không thể nào em tin hết anh được. Thực ra là làm cái nghề nào thì cũng phải đi làm thôi bé. Vấn đề ở đây là bạn đó khi mà yêu nhau, tìm hiểu nhau á, thì bạn có đủ tạo cho em cái niềm tin là bạn là người chung thủy anh hay không? Anh cứ nghĩ là quan trọng là chứ mình còn... bây giờ mình đến với nhau là mình có một cái sự yêu thương để chia sẻ, để chăm sóc và để hiểu nhau rồi mình mới có thể mình đi bước đến một cái hạnh phúc. Mình không thể cầu toàn được đâu bé. Thích nghe hát không? Dạ thích. Dòng nhạc nào? Nhạc trẻ ạ. Nhạc trẻ. Bolero thích không? Dạ có luôn. Thích là em hát bolero được không? Hát bài nào ngọt ngọt đi em. Dạ bolero em ơi, thì em đêm hát. Làm một bài ngay mà liền em. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài xu bụi ngồi, bao năm giấc xa mưa nắng ngược xuôi. Vậy anh xin hát ạ. Nãy em tên gì anh quên? Dạ em tên Hiền. À anh tên Úc. Nào để tay vào nút bấm đi. Hãy chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hay quá. Rồi. 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 Mừng lắm. Vui. Vui rồi đó. Nắm tay cho các bạn. Thật sự á, hai bạn hợp. Nào. Cái nụ hôn đầu tiên con vui đó nghe. Xin phép bác với hai em để cho con có một nụ hôn để con hôn Hiền. Dạ, đầu tiên luôn đó. Luôn đó, đầu đời luôn đó nghe. Mọc ốc không? Không? Mọc ốc không? Có trúng không Út? Dạ có. Trúng không? Có. Trúng không? Trúng chưa? Trúng hả? Chưa trúng chứ. Chưa trúng. Út này thiệt. Không lại không trúng đâu mà Út. Út lo kỳ quá à, Út lo kỳ quá. Đó, trúng rồi. Chứng kiến rồi trúng rồi. Nó phải trúng. Dạ. Đúng chưa? Dạ rồi, rồi. Hả? Vân làm chứng. Đúng chưa? Dạ rồi. Đúng cho tôi bắt hung cho trúng cho được rồi nha. Dạ. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitareri do Vina Cacao sản xuất. Vitareri xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vitareri. Vitareri tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vitadari trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Cưng quá à. Nửa đám cưới nhớ mời tôi nha.